Rồi em mến chào các bác nha. Thì hôm nay em sẽ lên một con đồng hồ Odo 6210 hàng nội địa nha. Thì cái con này là em chưa có lau dầu, chưa cân chỉnh, chưa làm gì hết. Em bán là bán giá thợ, về là các anh tự đưa cho thợ làm. Hoặc là nếu mà mình biết làm thì mình có thể làm xong rồi mình spa, mình dựng lên theo ý thích của mình nha. Còn cái này thì nguyên trạng nó như thế nào thì em sẽ để như vậy thôi. Thì như các bác thấy là cái cục máy của nó rất là vàng đẹp. Em bao ba ổ cót là zin nha, em không bán đồ đứt nối, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái cục máy này nó không có dồn đột, cót zin hết, và kể cả quả lô gai cũng zin luôn. Nhưng mà ở cái dàn vồ 6 vồ á, thì các bác có thể thấy là nó bị mất 2 vồ và nó bị mất cái cần sang bài, cái cần gạt sang bài Westminster và bài gai đó, thà nó bị mất cái cần gạt đó và nó bị mất hai cái dàn vồ. Nó còn lại thì máy ok hết. À, và cái hình đầu tiên hồi nãy các bác xem đó, em đánh dấu đỏ là nó bị hàn ngay cái chỗ đó, ở chỗ cái ngoe là nó bị hàn. Thì nói chung về tổng thể cục máy này thì nó bị ba cái vấn đề đó, thì em bán thì em nói rõ nha. Cho nên mà anh nào mà cảm thấy ưng thì hãy liên hệ với em nha. Còn thùng thì thùng về các bác spa lại theo ý thích. Còn bộ côn thì em nói luôn là em chưa có mở côn, nhưng mà em có chụp lên cho các bác xem đó, là em nhìn thì nó giống như là bị thay que 2-3 côn vậy đó. Nhưng mà em thì em không có mở. Nói chung là có như thế nào thì em để em bán vậy thôi. Bác nào ưng thì cứ liên hệ với em ở số điện thoại em để trên màn hình nha. Rồi em cảm ơn các bác rất nhiều nha. Bác nào thích thì cứ kết bạn Zalo với em, xong rồi em sẽ giới thiệu chi tiết nha.